Xin được gửi lời chào đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin chào Kim Thanh và fan hâm mộ của chương trình. Dạ, đây là lần đầu tiên anh em mình mà nói chuyện theo kiểu này đúng không anh ha? Nào giờ mình vẫn hay làm trực tiếp ngay tại đài đúng không? Dạ. Hôm nay thì tình hình như này làm với nhau như này là cũng là hợp lý em ạ. Hôm nay thì tình hình công việc rồi cuộc sống của anh như thế nào anh ha? Chắc là người này không có theo dõi Facebook của tôi rồi nè. Dạ không, nên em hỏi là cho thính giả biết chứ em thì có đọc. Thật ra thì cũng giống như bao nhiêu người, Hưng tuân thủ tất cả những nghị định và những cái chỉ thị của nhà nước. Rồi ở nhà sinh hoạt như bao nhiêu người thôi, cũng sáng ngủ dậy rồi tập thể dục, rồi ăn trưa với gia đình, rồi tham gia nấu ăn, rồi chăm sóc vườn tược, nhà cửa, rồi chơi với con. Chiều tối lại nấu ăn tiếp rồi ngủ được xem phim, y như vậy thôi à. Bên cạnh đó thì khuya thì bắt đầu tập nhạc, tập hát. Ta nói là mùa này một là tăng ký, sau dịch là lăng, còn hai là sáu múi. Kim Thanh không biết là anh là trường hợp nào. Anh năm múi, sáu múi rồi. Mà bình thường thì anh Hưng nấu ăn cũng rất là ngon rồi, cho nên là mấy cái câu mà các bạn hay nói là sao cái mùa này ai cũng thành đầu bếp thì không áp dụng cho anh Hưng được rồi. Nhưng mà anh nấu thường xuyên không anh? Cũng không thường xuyên lắm đâu em ạ. Tại vì là thời gian tập gym á, để không bị lăng mà. Nên là tập gym nó nhiều, là để cho các cô có việc làm chứ mình làm quá còn không được. Ai theo dõi anh Hưng là từ những ngày đầu anh đi hát cho tới bây giờ, phải nói là lịch trình của anh lúc nào cũng phải nói là không có thời gian ngưng nghỉ. Khi không có dịch là gọi là bay như chim á, giờ này, chỗ kia rồi. Thì Kim Thanh không biết là khi mà cái mùa dịch mà anh phải ở tại nhà thì nó quen không ạ? À? Đúng như những gì Kim Thanh nói, anh thực sự là không có thời gian luôn á. Bao nhiêu công việc cứ dồn một mình tự quyết. Cái thói quen mà tự quyết nó lâu rồi, cứ sợ người ta làm không vừa ý mình nữa, xong cái gì cũng lao ra, xong mà khổ. Thêm cái lịch diễn chắc do làm được việc quá nên nhiều người mời. Yeah. Mời khắp nơi luôn á, từ nước ngoài đến nước trong cho nên đi nhiều. Nhưng cái mùa dịch này tới thì nó thay đổi hoàn toàn. Thì mình không thể nào mà cứ áp dụng cái đời sống cũ của mình vào trong cái bối cảnh mới được. Cái gì đang diễn ra thì mình phải tuân theo. Và Hưng nghĩ đây là cái điều khá đặc biệt cho chung tất cả mọi người. Rồi bản thân Hưng thì cảm thấy rằng có thời gian được sống chậm lại nè, được ở gần với gia đình mình nhiều hơn, được trải nghiệm và được nhìn ngắm tất cả mọi thứ thay đổi. Hưng thấy rằng là phải thích nghi thôi. Hưng là người rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, cho nên là nó không có gì khó khăn với Hưng cả. Thì người ta nói là thường thường cái người mà hướng nội á sẽ dễ thích nghi hơn so với cái người hướng ngoại. Mà anh Hưng thì thích nghi giỏi, mà anh Hưng Kim Thanh thấy cũng hướng ngoại nữa, vậy sao ta? Đâu có hướng ngoại đâu. Hướng nội nhiều á. Đừng có nhìn thấy là tôi đi chỗ này chỗ kia cái hướng ngoại nha, không phải đâu. Quan trọng là cái tâm của mình ở nội bên trong thôi. Còn đi ra đường là công việc là phải đi. Anh là một người rất là quảng giao, thành ra thì Kim Thanh lại cứ lo là những người như anh Hưng mà cứ ngồi một chỗ không phải đi đâu đó thì có khi nào anh bị buồn không mà? Buồn cũng phải chịu. Mà giờ phút này mình không được phép buồn. Tại mình là cái người gần như trụ cột của gia đình. Buồn bã hay là biểu hiện nào mà nó không tích cực á, kéo theo cả nhà mình như vậy sao cưng? Nên là buộc là phải vui vẻ, mà thực sự vui thiệt. Ở nhà chơi với con cái vui lắm. Bây giờ là bắt đầu có thêm niềm vui mới đúng không anh? Không được nói lớn. Nhưng mà hình như mấy hôm nay là thấy anh Hưng khoe thư của một số nơi rất là đặc biệt, có đóng mộc để mời anh đi hát mà đúng không anh? Cái đó cả nước biết rồi cưng ơi. Thì cái đó là một trong những vinh dự của người nghệ sĩ được nhà nước tin tưởng chọn. Họ tin vào cái sức ảnh hưởng của mình đó, sự lan tỏa của mình. Thì họ mời anh hãnh diện và anh ấy rất vui và được đóng góp. Đi diễn mà gọi là diễn tình nguyện thì anh cũng đã rất là quen thuộc rồi đúng không anh? Cái đó thì rất là nhiều nhưng nó không hề giống lần này em ạ. Lần này là mình vừa hát vừa lo sợ nha. Người mà tổ chức họ cũng bảo vệ mình, họ lo cho mình nữa. Khán giả không đứng trước mặt mình đó. Những lần trước hát bệnh viện á thì mình đứng sân khấu, ở dưới là bác sĩ nè, rồi các bệnh nhân hay là học sinh đầy dãy để mình còn kích thích mình hát, mình hào hứng. Lần này là phía trước mình chỉ là y bác sĩ thôi mà đứng xa xa, rồi các ekip làm việc, còn lại là bệnh nhân vòng trên lầu hết, đứng cửa sổ ban công nhìn ra thôi. Đó là sự thật. Yeah. Nên nó khác biệt khác như vậy đó. Cảm giác rất lạ. Dạ. Một vấn đề bao giờ nó cũng có hai mặt. Thì được cái là mình khỏi diện đồ đẹp, mình khỏi make up, đỡ tốn tiền anh ha. Anh không có sợ tốn tiền, anh thích diện. Nói chứ này là thật sự là không có keo gì hết. Để đầu tự nhiên, tại mình biết trùng lại mà. Dạ. Rồi cũng không có phải phấn son gì, không gặp ai, cho nên là cứ để thoải mái tự nhiên. Thì nó thiếu thiếu cái gì của một người nghệ sĩ á. Dạ. Nhưng mà cái tinh thần quan trọng chính là được lên sân khấu. Đó là cái quan trọng nhất đối với anh à.
Kim Thanh nhớ không biết đúng hay là sai nha, tại vì Facebook mình cũng lướt quá nhiều. Thì có một thời điểm, không biết là anh Hưng có giận, có buồn hay là một lý do gì đó, anh nói là anh sẽ tạm ngừng cái hành trình thiện nguyện hay là ngưng nhận đóng góp như thế nào đó. Rồi nhưng mà đợt này thì Kim Thanh thấy là anh làm lại rồi. À, chắc là Kim Thanh bận lướt xem nhiều Facebook bạn khác quá, nhất là bạn Lam Trường đó. Nên là fan cứng của Lam Trường như mọi người. Chờ nên anh nữa. Hơi kệ chứ. Như vậy nè Kim Thanh, anh có nói rất rõ ràng là anh không có kêu gọi mọi người đóng góp để làm từ thiện nữa. Anh chỉ làm theo khả năng của mình, bằng tiền túi của mình và những sự tin yêu của bạn bè thân thiết mà thôi. Đó là nguyên văn và chính xác như vậy. Cho nên cái việc thiện nguyện là từ trái tim của mình. Mình thấy có duyên cái hoàn cảnh nào hay là trường hợp nào thì mình sẽ gặp và giúp đỡ trong khả năng. Nếu mà không đỡ mà gặp ngay trường hợp mà đáng thương quá, mà khả năng mình không còn thì cũng phải chịu. Đó. Cho nên là phải kết hợp được nhiều thứ. Chứ còn để kêu gọi người ta đóng góp vô để mình đi giúp người kia, anh không làm nữa. Đó. Tại vì nó có rất là nhiều những cái điều nhạy cảm xảy ra vừa rồi, nó không hay, mà làm cái lòng tự ái của nghệ sĩ nó bị tổn thương quá nặng. Trong khi mình mang lại, mình giúp đỡ biết bao nhiêu những trường hợp, cả 20 năm trời biết bao nhiêu tiền cổ của mình, mà để cho những cái lời lẽ mà nó như là lời hỏi tội vậy đó, anh thấy không đáng. Cho nên là anh dừng lại và anh tự làm theo cách của mình để không cần phải báo cáo ai cả. Nhưng mà với sức lực mà tự làm như vậy thì hôm nay anh cảm thấy như thế nào? Ví dụ như đôi khi mình thấy là đáng lẽ là mình có thể giúp được nhiều hơn, nhưng mà bây giờ mình chỉ ngừng ở mức này rồi, anh cũng cảm thấy lăn tăn gì không? Anh chỉ mong là tất cả những người nghe được câu hỏi này của em, họ cũng tự hỏi họ đi. Và cuối cùng là cái người thiệt thòi vẫn là cái người nghèo. Nhưng anh cũng là con người, anh có cảm xúc, anh cũng có gia đình, có tất cả mọi thứ. Để gia đình anh phải đọc, chứng kiến hoặc những câu hỏi như hỏi tội đó. Mặc dù những người không hề đóng góp, cái tâm họ không có nên họ mới hỏi như vậy. Cho nên là anh thấy thôi, mình đã làm 20 năm rồi, chứ phải là mới làm ngày 1, ngày 2. Anh làm anh thấy cũng đủ, với anh tự thấy đủ. Và sau đó anh tự làm theo cách của mình thôi. Còn việc còn lại để những người khác họ lo. Chắc có nhiều hội đoàn và nhiều nghệ sĩ khác lo tốt hơn anh nhiều. Chứ anh thật sự chẳng làm được gì nhiều lắm đâu. Nên là thôi anh làm theo các khả năng của mình vậy. Anh cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh của mình, tình hình dịch nó cũng đang hơi căng thẳng đó. Ủa hơi thôi em, rất căng thẳng. Thì mình cũng nói giả nói tránh chút xíu. Thì là một người con của Sài Gòn, thì trong những ngày qua cảm xúc của anh như thế nào ạ? Anh theo dõi hết, không một thứ gì không theo dõi. Anh biết hết tất cả mọi thông tin, từ những người đứng giữa đường phát tiền cho người đi về quê, rồi tới những người mà gom tiền tặng đồ quà sữa cho các khu cách ly. Rất là nhiều những cái tin tức, thậm chí cả những người mà ngoan cố ương ngạnh không đeo khẩu trang ra đường, không làm theo đúng chỉ thị. Mọi người ơi và Kim Thanh ơi, phải nghĩ rằng là nhà nước người ta có rảnh tới mức ra một chỉ thị để mà cản trở mọi người, là họ đang giữ mạng sống cho toàn xã hội, cho chính từng người một, từng công dân của họ, đúng không? Yeah. Mình phải lớn một xíu đi, mình nghĩ tí xíu. Chứ còn bây giờ mình để cấm hay là không cấm, ban ra rút lại quá dễ, không có gì hết trơn. Nhưng mà hậu quả ai lo ai gánh đây? Nhà nước ơi, trời ơi, chính phủ ơi, tôi vậy toàn là kêu khóc, không chịu hợp tác. Thì đó, người ta lo cho thì không chịu đó, còn dùng dằn là khó chịu. Không nên, có những người đóng góp âm thầm á, thì phải khuyến khích những người đó. Những người tuân thủ thì rất đáng khen. Còn bản thân anh thì anh thấy rằng là một sự thay đổi rất nhiều, rất lớn, từ môi trường cho tới cuộc sống và cách sống của toàn thành phố này nói riêng và cả nước nói chung. Anh biết rằng là những cái người mà lao động trung bình đó, cuộc sống của họ là mỗi ngày có đồng nào xào đồng đó, ngày nào xào ngày đó. Nó không phải là có củ để dành được lâu dài để mà có thể trang trải nó kéo dài như này. Họ rất là bức xúc và khó chịu. Thậm chí có những người đã phải thế chấp nhà cửa để làm vốn, mượn vốn ngân hàng, đóng tiền lãi cho khi không một cái đường thu nhập nào hết. Có bao nhiêu những cái điều mà nó tới với họ. Điều đó bây giờ nó xảy ra toàn xã hội rồi, rất khó, khó lắm luôn. Cho nên là cái việc mà mọi người hãy cùng chung tay chung sức ở yên trong nhà để tránh lây lan đi, thì khi nó yên lành là mọi người đi làm lại liền. Yeah. Đúng không? Thì bây giờ ráng qua một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, một tháng, hai tháng, chắc chắn có thể mình nghèo đi một chút, mình ăn ít lại một chút, bữa cơm mình ít món lại. Và hy vọng là các ngân hàng nè, các chủ nợ hay là những người cho thuê nhà, mình mở rộng trái tim một chút xíu, cho họ dừng lại tất cả những cái tháng mà đang dịch vậy nè, để họ đôn kéo dài cái tháng sau, những cái thời gian ra sau. Hy vọng như vậy là sẽ giúp được người dân rất là nhiều.
Và anh nghĩ như thế nào về những con người Sài Gòn, những con người thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này? Anh có chứng kiến những câu chuyện nào xúc động hay không? Nhiều lắm em, rất nhiều. Trước tiên họ là người tự yêu thương thành phố và họ tự ở trong nhà, họ ý thức vô cùng luôn. Và khi họ ở lại đây và không đi đâu cả, có thể họ chọn chỗ này chỗ kia để tránh dịch nhiều lắm chứ, đúng không? Dạ. Đó. Nhưng mà họ vẫn chọn lại đây, đây. Cái cơ hội để họ đi trước khi có chỉ thị nó rất là nhiều. Có thể ra Vũng Tàu hoặc là ra chỗ này chỗ kia để họ thuê nhà, họ trú tránh hoặc là ra những cái vùng mà không có dịch đó. Họ làm được hết trơn á, nhưng mà họ vẫn ở lại đây. Họ yêu thương mảnh đất này để tiếp sức cho thành phố. Bản thân anh là cái người ở thành phố này, người Sài Gòn, nên nhìn cuộc sống xung quanh anh, bạn bè anh hàng ngày thì mọi người đều chia sẻ, động viên nhau, căn dặn nhau mỗi khi có những cái tin tức gì mà đặc biệt về phòng chống hay là về cách ngăn ngừa hay thuốc uống, về vaccine, về tới Việt Nam sao sao, họ chia sẻ với nhau nhiều lắm. Đấy, mọi người có thể đọc ở đâu đó rất là nhiều những cái tin tốt lành, chia sẻ miếng cơm manh áo. Rồi bạn biết không, mình ở trong nhà mình sung sướng đó, rất sung sướng nha, nó thẳng luôn đó, không ngại gì không nói. Nhưng các chiến sĩ bộ đội ngoài đường kìa, em ơi, nó nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng luôn. Rồi cơm nước giờ giấc không có đâu vào đâu hết, rồi không được về nhà. Bao nhiêu thứ thử thách mà họ vẫn phải đối diện để bảo vệ con phố này, chặn con phố kia, là gì? Là giữ mạng cho mình đó. Tất cả những cái sự đóng góp của người Sài Gòn đó rất đáng yêu. Rồi rau quả cũ, rồi có những người mở những ngôi chợ không đồng, rồi những cái gian hàng được lấy gạo nè, lấy đồ ăn, rồi giúp đỡ người này kia. Anh thấy cái tình thương nó rất là nhiều của người Sài Gòn dành cho nhau thì rất là đáng khen. Đó là anh nhìn thấy như vậy đó. Quay trở lại về âm nhạc một chút xíu đi. Thật ra thì bây giờ mọi người quên ngày tháng hết rồi đó anh Hưng. Kim Thanh không nhớ là hôm nay là thứ mấy, là đầu tuần hay là anh cuối tuần. Vậy. Dạ, thành ra là Kim Thanh hơi ngạc nhiên là anh vẫn còn nhớ mình đã bước qua tháng 7 Vu Lan. Em cũng phục anh là anh nhớ, anh phải có một cái sự chuẩn bị trước đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Dạ, thì cái dự án âm nhạc này là như thế nào anh ha? Trước tiên là Hưng phải nói cho mọi người và Kim Thanh biết rằng là nó đến từ một cảm xúc có thật. Trước đây Hưng nghĩ là không bao giờ Hưng làm cả. Tại vì không ngại nói mọi người là Hưng không có những kỷ niệm đẹp, không có những cái giây phút ngọt ngào hay hạnh phúc từ gia đình của mình quá nhiều. Những cái bi kịch hoặc là những cái điều mà nó để lại trong Hưng, nó rất nhiều vết thương, nhiều cái sự chán chường và nản. Cho nên Hưng ít khi nào Hưng hát lắm. Mọi người để ý đi, hiếm khi nào hát về tình cha mẹ này kia, rất hiếm. Cho tới một ngày thì Hưng thấy má mình yếu đi. Rồi 5 năm qua gia đình Hưng được bình yên. Sau khi Hưng công bố tất cả mọi thứ thì Hưng lấy lại được sự bình yên cho gia đình mình đó. Và không có ai quấy nhiễu, không ai dán giấy đòi nợ trước cửa nhà, không ai tạt nước sơn, tạt nhớt, rồi không ai chửi réo, không ai làm căng thẳng mình cả. Thì đó, những cảm xúc của gia đình nó tới thật. Thì Hưng mới nghĩ rằng là má mình cũng yếu rồi, và mình thì con cái cũng có rồi, thôi mình có một cái gì đó đặc biệt dành cho gia đình mình đi. Đó, thế là Hưng quyết định Hưng ngồi, Hưng thức đêm, Hưng canh bài, Hưng chọn bài, Hưng nghe các loại về cha mẹ luôn, để Hưng chọn là những bài nào phù hợp với mình nhất. Thế là Hưng làm quyết định làm cái album này. Và khi làm xong, mới đầu có 12 bài thôi, sau đó lên dần. Thậm chí có những bài mà Hưng thích lắm luôn. Thu âm xong hết trơn rồi mới hỏi ra là đã bị độc quyền mất tiêu rồi, độc quyền vĩnh viễn luôn, không được xài. Đó, tiếc bài đó vô cùng luôn. Đó là cái bài hôm nay con bận rồi, thì tiếc lắm. Mình cũng có ngỏ lời với bé đó, Lưu Bích Hữu, để giữ độc quyền trọn đời. Cho nên là bé Hữu nói là không được, không muốn, là mình cũng chiều theo ý em đó thôi. Vì kỷ niệm đẹp của em với mẹ, cho nên là muốn giữ cho em với mẹ thì mình cũng chiều, mình cũng tôn trọng. Và mình bỏ bài đó ra, mình thay bài khác vô, cuối cùng thành 15 bài luôn. Đấy, thì nó là những bài rất là cảm xúc kinh khủng luôn. Đây là dự án mà Hưng đặt tựa đề cũng khó nữa. Tựa đề khó lắm, tính của Hưng mọi người biết rồi. Công cha nghĩa mẹ, ơn nghĩa sinh thành, trời ơi, quá dễ để đặt đúng không? Đặt cái gì mà nó không đụng ai, mà nó phải ý nghĩa, mà nó đúng tính cách của mình, và nó sâu xa, và nó bao quát. Thế là ngồi viết ra hàng loạt các tựa đề luôn. Cuối cùng chọn cái tựa đề là một chữ nhất, là chữ thương, là album đặc biệt này của Hưng đó. Khi mà Kim Thanh nhận được cái thông tin là anh sẽ phát hành cái album này thì phải nói là Kim Thanh cũng lặng người lại, và Kim Thanh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì anh cũng biết là anh em mình biết nhau khá nhiều năm rồi, thì những cái câu chuyện của anh Hưng ít nhiều gì thì Kim Thanh cũng nắm qua.
Và Kim Thanh cũng biết là từ một cái sự kiện mà anh đã công bố như vậy đó, thì Kim Thanh cũng nói là như vậy thì không biết là anh Hưng sẽ có bao giờ ra những cái dự án lớn về tình mẫu tử phụ tử hay không. Sau này Kim Thanh vẫn thấy thỉnh thoảng anh có chia sẻ những câu chuyện vui, nhưng mà để một cái dự án thì thật sự ra là bản thân Kim Thanh cũng chưa có nghĩ đến. Bởi vậy khi mà nhận được cái thông tin là anh sẽ thực hiện cái album này thì phải nói là ngay cả một người ngoài cuộc như Kim Thanh mà cảm thấy nó hơi lẫn lộn đó anh. Thì Kim Thanh không biết là bản thân anh á, là anh có đắn đo suy tư trăn trở nhiều để quyết định làm và làm như thế nào hay không ạ? Thật sự là quyết định cũng rất nhanh. Khi cái cảm xúc, cái tình thương của mình nó lên đó thì mình sẽ dễ lướt qua tất cả mọi thứ lắm. Đi qua rồi và nó đã cho mình cái sự bình yên rồi. Anh tự nói mình là không có hằn học với má nữa, không có lạnh lùng, không có nói những cái câu mà khó nghe nữa. Bây giờ thì đó, cuối cùng là bà ngồi yên một chỗ, đi đứng khó khăn, đi bằng xe lăn, rồi làm việc cũng yếu, cầm một chén cơm cũng rung rung rung. Những cái điều kia nó không còn ý nghĩa gì nữa. Thế là anh quyết định anh làm và anh không có một cái sự đắn đo nào hết. Anh bắt tay vào, anh lựa bài, anh chọn bài, anh tìm bài, gì mà nó đúng nhất, gì nó hợp lý nhất thì anh sẽ hát. Nhưng mà vì sao phải là tận một album mà có rất là nhiều ca khúc như vậy? Tại vì anh biết là thời điểm này thì album không phải là cái mà người ta lựa chọn nhiều. Cũng như là mình chuẩn bị rất là nhiều sản phẩm mà mình tung ra một lúc đó, thì người ta sẽ không bao giờ chú ý hết tất cả các ca khúc ở trong đó. Đúng rồi, cái mốt bây giờ là như vậy. Nhưng đó là những cái sự lăng xê về bài vở, về sự nghiệp, về những cái sản phẩm dành cho sự nghiệp của mình. Còn cái album này là Hưng làm riêng cho gia đình mình là chính. Hưng không có hy vọng về con số kinh doanh hay là thu lại được cái gì cả. Hưng không có hy vọng và nó sẽ làm được cái gì nó ghê gớm. Hưng chỉ muốn nói cho má Hưng nghe là những cái gì mà Hưng muốn hát, muốn nói cho con của Hưng biết là sau này phải như này như kia. Hưng chỉ cần đơn giản như thôi. Cho nên là cái việc mà một hai bài nó không có đủ thấm, và cái sự mà tự trọng của người nghệ sĩ lớn thành danh đó, làm album vẫn là một cái sự lựa chọn đặc biệt, một sự tôn trọng nghề nghiệp của bản thân mình, một sự tự trọng á. Chứ còn mình làm từng bài trời ơi nó kéo dài và nó không có ra cái gì hết trơn á, rất dễ làm cái điều đó. Mình còn bao nhiêu các khúc trẻ để mình làm điều đó. Còn riêng về cha mẹ mình còn tính toán từng bài để cho người ta nhớ, riêng cho ta thuộc, để cho người ta hit. Trời ơi, anh không có cần làm chuyện đó trong cái album này. Nhưng mà anh tin chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Anh muốn mọi người phải thấm hết bài này qua bài kia, phải lặng người từ ca khúc này qua khúc nọ và chìm đắm hẳn trong cái tình cảm cha mẹ của mình. Đó là anh muốn làm vậy, cho nên anh quyết định ra cả album. Như vậy phát hành hình thức nào anh? Chỉ có trực tuyến thôi hả anh ha? Trực tuyến YouTube, anh có phát hành USB nhưng không có nhiều. Và 500 cuốn album đặc biệt. Anh nói đặc biệt là sao? Là nó có tất cả những hình ảnh từ xưa cho tới nay của gia đình anh mà thôi. Không có hình ảnh nghệ thuật mặc đồ đẹp đứng hay là điệu làm ngó trên trời dưới đất, hay là đưa tay ra đón gió, hay là đi bộ lang thang trên đường hay đeo kiếm. Không có những hình ảnh đó. Hình ảnh đúng nghĩa anh và con cái và gia đình và cha mẹ từ xưa tới nay làm cho album này. Và 500 album này là không có bán được của album nào hết, chỉ để dành tặng cho những người thân yêu thật sự ruột thịt và những người thân biết và những người yêu thương anh, biết gia đình anh thế nào, nó đặc biệt tới mức độ như thế nào. Riêng cái chữ thương nha, anh đã phải đi đúc bằng 500 cái chữ bằng vàng thiệt 100%. Wow. Để anh ghim vào trên cái bìa album, thay vì người ta in đúng không? Yeah. Anh tự nghĩ ra luôn, tình cảm của cha mẹ gia đình nó phải tự là vàng, nó phải là kim cương. Kim cương thì nhiều quá, hay là bằng vàng nó sẽ hợp lý hơn, nó dễ nhiều khác hơn cô à. Để dễ đúc hơn thì đã làm chữ thương đó. Ngồi lựa cái chữ thương cũng cả mấy ngày trời đó, viết coi cái mẫu chữ nào đẹp nhất trên mạng, xong rồi sửa tới sửa lui, rồi quyết định chọn cái trái tim làm thay với chữ O đó. Rồi ôi tính nhiều lắm á, phải coi cái chữ T nào nó không ngoằn ngoèo quá, không điệu quá nhưng mà người ta khó đúc. Ôi trời ơi, tính toán đủ thứ kiểu trên đó. Là cái album 500 cuốn đặc biệt đó không bao giờ bán một cuốn nào hết, và cũng không có cuốn 501. Còn USB thì anh đang sản xuất, việc đã có nhiều người đặt rồi. Bây giờ cắm đi lên xe cũng được, laptop đâu nghe cũng được, cho anh cắm dễ dàng nghe album ở trong đó. Nguyên cả album luôn, có thêm cả những bài cũ của anh ở nhét luôn. Đó, thì để cho nhiều người được nghe. Lý do của anh còn phát hành trên kênh YouTube của anh đó, với là cả cái kênh nhạc của tôi nữa. Tại vì cái trend bây giờ họ nghe như vậy được không em à? Họ nghe trên mạng, không còn nghe bằng điện thoại, nghe bằng tai nghe, mở CD lên là không còn nữa.
cái máy nó cũng bị tiêu diệt luôn hay sao. Biết là anh đã có một cái sự chuẩn bị rất là công phu, sáng tạo và anh suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà anh có nghĩ tới là các fan của anh là từ những ngày đầu cho đến giờ, những người rất là yêu thương anh mà những người fan rất là đặc biệt đó. Ví dụ họ cũng muốn thể hiện một cái tình cảm nào đó đối với bậc sinh thành của mình, mà gia đình đó thì yêu thương anh đó. Ví dụ như họ muốn tặng một cái bộ như vậy cho ba mẹ họ thì sao anh? Không lẽ là mình không bán? Không, anh không bán, 100% là không bán album đó. Nhưng anh sẽ suy nghĩ về cái việc sản xuất CD nhỏ đó, gọn gàng thôi, cổ điển bình thường thôi, nó không có gì ghê gớm, vài tấm hình ở trong đó, vài bài hát thì ok. Thì còn USB là có nè, là cái CD nhỏ mà không đủ hình đó nha, không thể nào full hình và không có gắn cái chữ vàng nha thì sẽ có, nhưng cũng không nhiều đâu. Tại vì chủ đề nhạc album này anh không có một cái tư tưởng là kinh doanh, anh không có ý tưởng kinh doanh về cái này cái gì hết trơn á, anh làm cho đã anh thôi. Dạ, mà anh xem hình anh lại từ nhỏ giờ anh thấy sao? Anh thấy anh dễ thương. Đẹp từ nhỏ không anh ha? Anh thấy dễ thương, đẹp thì không phải là đẹp lắm, nhưng mà dễ thương, anh công nhận là mặt hiền lành, đàng hoàng. Không chỉ là hồi nhỏ, chắc là anh cũng thấy rõ luôn là một cái hành trình nhỏ lớn lên trưởng thành và tới bây giờ của mình. Chắc là bản thân khi mà anh xem lại hình ảnh như vậy anh cũng xúc động nhiều anh hả? Thích chứ, tại vì là anh là người đích thân lựa chọn từng tấm một trong cái album đó, mà không hiểu tại sao nó còn giữ lại được hay thiệt ấy, trong khi gia đình anh lưu lạc khắp nơi đó. Anh đi chỗ này đi chỗ kia, ở Trà Vinh 2 năm, rồi đi thành phố này thành phố nọ, đi loạn xả chân á. Hồi đó đi dữ lắm luôn, chạy theo mẹ đó, rồi ở trên Trung Chánh, Hóc Môn, rồi về Trà Vinh, rồi đi xuống Kinh Tế Mới, rồi đi ô cho cát, là kiểu mà không hiểu tại sao mấy cái album này vẫn còn giữ được đó, mới lạ hình ảnh á, nó còn nguyên đó. Nhưng có một điều đặc biệt nha, anh chưa bao giờ nói với bất kỳ một tờ báo nào, nói với Kim Thanh luôn, là trong cái album này đó, hình ảnh mọi người thấy đó, không có một tấm hình nào có dính chung ba với mẹ Hưng chụp chung với nhau cả. Không có một tấm nào hết, tại vì bà đã cắt ra hết rồi. Bà cắt không chừa một cái gì hết, bà cắt sạch sẽ luôn, cả cái tay mà ba Hưng cứ để lên trên vai mà cũng cắt sạch cái đó luôn, không cho để dính cái gì lên người bà hết. Bà giận tới mức độ đó. Cho nên là cái hình mà chính giữa đó là hình ghép má Hưng ẩm Hưng, và hình kia là hình ba Hưng đứng một mình, xong rồi đẩy vô, để vô như mọi người nha. Xong là cho nó giống giống thôi, chứ còn riêng có một tấm duy nhất thôi nha, một tấm duy nhất là hôm đó Hưng đi xưng tội rước lễ thêm sức ở bên đạo đó, thì bà ngoại đi dẫn đầu đi trước, rồi tới Hưng tới mấy người gia đình nhỏ nhỏ nhỏ, Hưng với em, Hưng với cậu Hưng là thêm sức, bên phải là ba, sau lưng là má, không có đi chung luôn, không có liên quan luôn. Nhưng mà nghe một đứa con mà bây giờ kể chuyện ba mẹ như vậy cũng thú vị anh hả? Thì đó, thì để dành đáng lẽ này để dành tới live stream anh mới nói đó, mà tại nói cho Kim Thanh nghe luôn. Cái ý định này từ khi mà anh chuẩn bị làm là mẹ có biết hay không? Không, không biết, không biết, anh âm thầm làm. Và tới giờ mẹ biết chưa anh? Chắc cũng đoán đoán được, không thấy hỏi. Dạ, mẹ không nói gì luôn hả anh hả? Không, không nói gì hết, chỉ mở nghe thôi. Thấy đi ngang phòng là nghe, trong đó mở là biết rồi. Em nghĩ là anh thử hỏi hay là tâm sự chia sẻ gì với mẹ coi như thế nào? Nói, trời, anh không biết hỏi gì luôn á. Thiệt ra là vậy nè, Kim Thanh thấy anh Hân là một người tình cảm nha. Không phải là tình cảm với những người thân của mình thôi, mà bạn bè, đồng nghiệp, rồi các fan của anh á, anh rất là tình cảm và anh rất là chịu khó lắng nghe tâm sự của họ này nọ. Anh có những cái lời khuyên đồ này nọ. Cho nên là Kim Thanh cũng hơi thắc mắc một chút xíu là trong cái trường hợp hết sức đặc biệt như thế này, bây giờ anh thực hiện một cái sản phẩm như thế này, thì 5 năm nay anh có dành thời gian để chia sẻ với mẹ nhiều hôm, hai mẹ con có nói chuyện với nhau nhiều hay không, giống như là những cái gì hồi trước giờ mình tức hay là mình muốn nói gì đó mà mình không có nói được, bây giờ mẹ con có cùng nhau nói được với nhau hay không? À, không nói qua nữa, chuyện đó đã xong rồi, anh không muốn nhắc tới nữa thôi. Dạ. Anh bao giờ khửi ra hay nói trước mặt bà nữa, chứ chỉ nói những việc hàng ngày thôi, ăn uống cái gì, đi chợ và cần cái gì thì cứ nói, nhắc ra con tự đi được hết, tự lo được hết. Hoặc là cuối tuần thì chủ nhật 5 giờ chiều là cả nhà vô phòng bà đi lễ, xem lễ trực tuyến. Bữa ăn trưa hay gì đó sẽ cô giúp việc đẩy xe bà ra nhà bếp để bà thay đổi không khí, bà quan sát, tại bà giỏi lắm. Trời ơi, anh nói thiệt, một mình bà có thể chấp 5 người làm, không có cửa ra sói bà hết trơn á. Cho nên bà, mấy cô mà làm sai gì bà chướng mắt lắm, hay là sắp xếp không đúng, hay là cái đó không nên làm gì gì, ví dụ mà biết đục cái lỗ cho nó hơi nó khỏi, để nó nguội, nó nhỏ nước xuống, ví dụ vậy đó. Nấu món ăn ra muốn gửi đi đó thì mình để cho nó nguội xíu,
chứ để mà ụp kiến đi lo bay lông lên liền á, mồ hôi nó nhảy lên, nó đổ lên, cái hơi nóng lên á, xong đổ thành nước, tụ nước đổ xuống ngược lại nữa thì nó dở đi đó. Những cái kinh nghiệm vậy, hoặc là gói rau bằng cách gì trong để đun lạnh mà nó vẫn tươi được đó, thì những cái điều đó trội bà là chùm luôn, chùm phé. Nên là bà ré miếp mà nói la sùm hướng dẫn hoài à. Có những bữa mình nói trời ơi thấy la gì quá, thôi má ơi mở vô trong má nghỉ đi, ở đây không có vấn đề gì đâu con lo được, là tự ái bà đi vô trong đó. Tại mình sợ nghe nói nhiều lắm. Ví dụ như là em cũng có mẹ rất là già nè, mẹ em tám mấy tuổi, em không gọi mẹ em gọi má, thì mỗi lần mà em về nhà thì má hay chửi lắm, chửi tùm lum tùm la, coi như là còn mười mấy tuổi mà còn con nít vậy đó. Đối với ba mẹ nào thì em nghĩ là con cái vẫn còn nhỏ. Dạ, thành ra hồi đó chửi cũng bực, nhưng mà sau này á, mỗi lần về quê thì Kim Thanh cứ hay kiếm chuyện chọc cho má chửi, tại vì kiểu như là sức khỏe còn tốt thì má mới chửi nhiều, chứ còn mà thấy mà má không chửi nữa là biết là má mệt á. Cho nên là Kim Thanh mới nói là đôi khi là người lớn họ chửi mình á, có đôi lúc mình cũng cảm thấy ấy, nhưng mà sau này mình lại nhớ những cái điều đó nhất đó anh ạ. Mọi người ơi, khi mà mình được 20 tuổi, 30 tuổi, mình sẽ thấy rằng là những cái lời la mắng đó, nó là những cái hành trang cho cuộc đời của mình, để khỏi bị cái này bị cái kia. Đâu có ai mà rảnh rỗi mà đi lên chửi bới con trên bực mình. Có nghĩa là mình đang bị thiếu kiến thức đó, mình làm sai cái đó thì la chửi cho mình nhớ. Nói nhẹ đâu nghe. Dạ. Đó, thì phải chửi. Mình ý y về cái tình cảm gia đình mẹ cha mẹ nó còn hoài đó, lì mình không có sợ, thế là phải chửi thôi. Nhưng mà thường thường tuổi trẻ thì ít khi nào mà chịu nghe lời bố mẹ lắm anh, cũng bao đúng giờ rồi, nghĩ là đúng mình rồi. Đúng, cái tâm lý mỗi thế hệ nó sẽ khác nhau, mình càng lớn mình càng hiểu cái giá trị gia đình và mình đồng cảm hơn. Nhưng mà anh với mẹ anh có phải là tiếp người kiểu là có thể là tâm sự cùng với nhau hay không ạ? Không, trời ơi, nguyên cái nhà này không phải nhà tâm sự. Nhưng mà anh là người tâm sự rất là nhiều nơi với fan, rồi các đêm nhạc đèn kia, rồi anh tỉ tê, rồi dữ lắm mà anh không nói được điều đó với mẹ. Cái đó làm được với người ngoài, sao mà không hiểu tại sao trong nhà này không có nói được. Nó làm sao, nó giống như là diễn cải lương vậy, không phải, hay là diễn tuồng vậy đó. Anh không làm được. Còn mấy anh em nhà anh cũng vậy, nó toàn nhắn tin không thôi. Em ruột anh vậy nữa, làm như là cái khả năng bày tỏ, thể hiện của gia đình anh nó kém hay sao, ít lắm. Má ơi, má là Hạnh ơi, anh nói anh nghe nè, trời ơi, nghe nổi da gà luôn, không có cái đó. Chắc là do trường phái thôi, chứ không phải là khả năng mình kém thì nọ. Tại vì anh vẫn có thể nói những cái điều đó với các fan của mình, với những người bên ngoài. Đúng. Anh vẫn nói điều đó với các fan, với các bạn bè thân thiết được. Dạ. Mà có lẽ do thói quen đấy mà, lâu ngày quá rồi, ở với nhau 50 năm nay rồi đó, cho nên là kiểu mà để làm như vậy nó không có cái từ đầu, nó quen rồi. Cộng với là khoảng thời gian là sống xa nhau cũng nhiều nè, và cộng thêm những cái sóng gió nó xảy ra, nó làm mình nổi điên, mình bao nhiêu những cái điều mà nó uất ức. Nên bây giờ để kêu ngọt lại, mình thấy mình giả tạo không làm được. Cho phép Kim Thanh tò mò nghe, ví dụ như cái lời yêu ngọt ngào nhất mà anh nói với mẹ anh là cỡ như thế nào, gọi là maximum rồi đó. Anh không có nói, anh chỉ ôm hôn thôi. À, không nói được luôn hả anh hả? Anh không có nói những lời đó ra, nhưng mà anh chỉ nhắc nhở hoặc là dặn dò cái này, đưa tiền, lì xì cái này, tại vì kia. Chỉ có ngày Tết là ngày Tết, là ngày chúc đó, chúc má nhiều sức khỏe, chúc này kia đó, sinh nhật cũng vậy, chúc đó, hết. Rồi sau đó là ôm hôn thôi, chứ không có tỉ tê được. Bản thân anh có bao giờ anh nghĩ là mình muốn làm như vậy lắm nhưng mà cái thói quen của mình không được, hay là anh nghĩ là miễn sao má hiểu là được rồi? Đúng rồi, em nói câu cuối cùng được rồi đó. Kim Thanh hiểu rồi, anh Thân là trường phái là y chang Kim Thanh, là Kim Thanh cũng không làm được vậy, tại hỏi anh vậy thôi. À, cô hỏi tôi để trả lời cho cô chứ gì. Không, em test thử coi là có phải mình em nó bị kỳ không, hay là người ta cũng giống em, hay là có mình em là như vậy. Ở ngoài cuộc đời này nhiều vậy lắm em, rất nhiều, anh nói thiệt. Đó là lý do vì sao mà có những bài hát mà không bao giờ mà mẹ nói lời xin lỗi mẹ được, cha mẹ được, yêu cha mẹ được. Sao đó, ông trời ông khiến cái gì mà tâm lý mà mình biết chắc chắn đó là tình cảm không bao giờ mất đi được. Mình y á, mình không có những cái thói quen nói ngọt ngay từ đầu, từ nhỏ đó, với nhau. Đó, cho nên là cái điều đó là không nên. Anh sẽ dạy con anh phát mình đi. Dạ. Kim Thanh xem những cái bộ phim mà thấy đôi khi cha mẹ với con cái nói chuyện tâm sự với nhau như những người bạn, trò chuyện thủ thỉ tâm tình, hay là thỉnh thoảng ở trên Facebook cũng một số gia đình chia sẻ những cái hình ảnh cũng như là những cái câu chuyện như vậy, thì Kim Thanh luôn nói ồ sao hay quá ta, tại sao họ có thể làm được như vậy ta. Đúng luôn em, có những người
mẹ nói chuyện với con cái vui vẻ như bạn thân á, chat với nhau chỗ thích ơi thích luôn á. Nhưng mà anh thì bây giờ vẫn rất là thân thiết với con, rồi chia sẻ tâm sự được đúng không anh? Thôi chứ, Dạ. anh với con anh như bạn á, thân lắm, không giấu gì hết, anh bắt không giấu gì hết, đừng có sợ gì hết, ba đi như bạn. Kể như là qua tới đời anh là đã cải thiện nhiều rồi đó. Chắc chắn luôn. Như vậy thì trong cái tháng 7 này là mình có cái dự án thương dành cho mẹ rồi. Kim Thanh nhớ là cái lần gần đây mà anh em mình trò chuyện hình như hồi đầu năm đúng không anh? Hồi đó mình nói rất là nhiều về các kế hoạch của anh, rồi anh cũng nghĩ là nó sẽ tới khoảng này là mọi thứ nó sẽ ổn, anh tính như thế nào rồi một cái show ra sao này kia. Nhưng mà tình hình bây giờ thì nó khác nhiều rồi, và những kế hoạch của anh thì sao? Kế hoạch thì phải chịu dừng lại rồi em ạ. Dừng cho tới khi dịch hết hẳn mà hết luôn cả 2-3 tháng sau ổn mới dám làm. Thì chưa biết, cái nhà hát cứ giờ 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 hoài luôn. Thì bây giờ tạm thời phải ngưng thôi, không dám quá tâm huyết dồn vào nó nữa thì nó sẽ cản trở nhiều việc khác. Thì mình cứ thực hiện những dự án khác của mình bằng âm nhạc, bằng sản phẩm thôi. Cả những MV cũng vậy nữa, hòa âm rồi tập nhảy, tập nhót rồi, rồi áo quần tính hết rồi. Cuối cùng là bật ngưng hết toàn bộ trước ngày quay 3 ngày. Trời ơi, anh cay đắng kinh khủng khiếp. Về thiệt hại kinh tế chắc cũng có anh chút xíu anh hả? Nhiều chứ em. Trời ơi, đâu có thu vô đâu, ngoài chuyện bán cá thôi. À, như kinh tế thu được từ cá của biển, thấy không? Tôi chuẩn bị sẵn bãi đáp an toàn đúng không? Hay chưa? Thấy tôi chuẩn bị chưa? Nhờ cái là về thực phẩm mùa này nó cũng đỡ một chút xíu, cho nên đối với một số người thì vẫn ổn, chứ còn với những cái ngành nghề khác thì khá là căng anh ha. Chính xác em ạ, thiệt lắm, tội nghiệp lắm. Như anh Hưng á thì nhiều người sẽ nói một câu là anh Hưng thì không lo đâu, tại anh Hưng không Thôi đi nha, thôi nha, thôi nha, thôi nha, thôi. hát. Đừng lại chỗ đó nha. Sao vậy anh? Tôi biết cô sắp cho nói gì luôn. Sao ý anh muốn nói sao? Lo sao không lo, lo muốn chết luôn đó. Ví dụ như là qua năm sau hay năm sau nữa thì anh vẫn có thể ổn được. Ê, cô kia cô nói vậy là cô không mong cho Việt Nam hết bệnh sao? Không, em đang nói là về tiềm lực anh chuẩn bị thôi, chứ còn cái câu chuyện kia thì câu chuyện không liên quan. Nhưng mà thật ra thì trong cái mùa này chính các nghệ sĩ, Kim Thanh thấy là gọi là những người nghệ sĩ mà có cái thu nhập mà để ổn định nó cũng không có nhiều người đâu anh, cũng có nhiều người rất là khó khăn đó. Nhưng mà người ta nói là nghệ sĩ họ có cái tự ái cao lắm, đôi khi khó khăn họ cũng không có thèm hê lên Facebook này kia để có thể là được nhận cái sự giúp đỡ đó. Thành ra cũng có một vài người mà làm thiện nguyện dành cho những người trong mảng văn hóa giải trí, ví dụ như bên nhạc sĩ hay là bên phim này nọ đó. Còn không biết là với những người ca sĩ thì anh Hưng là một đàn anh thì anh có theo dõi tình hình như thế nào hay không ạ? Anh cũng biết chứ, và cũng có khá nhiều những đàn em, những người cộng sự cũ á, họ cũng nhắn tin để anh giúp, anh cũng chuyển khoản nhưng mà không bao giờ công bố. Dạ. Anh cũng giúp họ, họ tự biết, anh tự biết là đủ rồi. Với những gì anh hứa với tổ nghiệp của anh, khi anh được nổi tiếng, khi anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ lo được cho những người con của tổ mà không là hoạt động nghề được nữa. Đó là anh hứa hồi xưa. Anh cũng vẫn có thể giúp được trong khả năng nào của mình, trong khả năng thôi. Mùa này phải nói là nghệ sĩ cũng thiệt thòi nhiều lắm không anh? Rất thiệt thòi em ơi, thiệt thòi lắm, tội nghiệp họ lắm. Không phải ai cũng có thể là người nổi tiếng mà kiếm được nhiều tiền mà để dành đâu. Cái người mà để dành được không có nhiều, đa số là nghệ sĩ là làm ngày nào xài ngày đó, là 70% á. Nếu mà vậy thì cũng căng ha. Vậy Căng cho lắm. nên Nhưng mà vậy nè, may mắn là cũng có nhiều nghệ sĩ được ở với gia đình nhưng cũng đỡ đỡ nè. Anh nghĩ khoảng chừng 30% là ca sĩ tự lập, tự bơi, tự sống. 20 thôi, còn lại là ở với gia đình, có chút nương qua nương lại cũng đỡ em ạ. Còn một số nghệ sĩ mà tự bơi, tự sống, rồi trốn nhà đi hát, nhà không chấp nhận, những người đó những người thực sự là tội nghiệp. Vâng, cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng rất là nhiều. Chúc anh cũng như là gia đình, người thân của mình trong mùa này thật sự an toàn và có sức khỏe thật là tốt, để ít bữa hết dịch là mình làm cái live show cho hoành tráng anh ha. Chắc chắn rồi, cảm ơn Kim Thanh và cảm ơn chương trình của đài, và cảm ơn tất cả những người đang theo dõi. Mong cho mọi người luôn luôn bình an và khỏe mạnh.